Câu chuyện về Phương Hiếu Dụ và rắn. Triều đại nhà Minh có một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử là Phương Hiếu Dụ. Ông đã từng giúp Minh Thái Tổ là Chu Nguyên Chương trị vì thiên hạ. Sau khi Thái Tổ chết, ông lại giúp Huệ Đế trị nước. Phương Hiếu Dụ học vấn sâu rộng, ông dùng trung nghĩa hiếu thuận phổ quát cho mọi người. Nhưng số phận của Phương Hiếu Dụ trung thành vô cùng bi thảm, bởi vì ông đã từ chối soạn thảo chiếu thư đăng cơ cho hoàng đế xoán ngôi là Yên Vương, nên ông đã bị Yên Vương tru di 10 đời. Trong lịch sử có lẽ ông là người đầu tiên bị tru di đến 10 đời. Giết hết cho ta. Không xong rồi, Yên Vương tấn công vào trong thành rồi, mau chạy đi. Bây giờ ta đã là hoàng đế nhà Minh rồi. Thưa Yên Vương, ngài muốn làm hoàng đế vì trước tiên ngài phải ban bố chiếu thư đăng cơ, tuyên cáo khắp thiên hạ mới được à? Người nói rất có lý. Chiếu thư này nhất định phải tìm một người có tài văn chương đến viết mới được. Người nói xem, trong triều đình chỉ đại thần nào viết chữ đẹp nhất vậy? Nếu nói về chữ viết thì đại học sĩ Phương Hiếu Nhụ là đứng đầu. Nhưng mà sao? Nhưng mà kể từ khi Yên Vương ngài tấn công vào kinh thành, trăm quan trong triều đều đến xin hàng, duy chỉ có Phương Hiếu Nhụ thà chết chứ không chịu khuất phục à? Ta không tin hắn không sợ chết. Người đâu, đem Phương Hiếu Nhụ đến đây cho ta. Tuân lệnh. Không lâu sau, Phương Hiếu Nhụ được đưa đến trước mặt Yên Vương. Yên Vương ra lệnh cho ông soạn thảo chiếu thư tuyên cáo thiên hạ. Phương Hiếu Nhụ, ngươi hãy soạn một bản chiếu thư đăng cơ cho bổn vương. Nói là Yên Vương vì bảo vệ giang sơn triều nhà Minh mà phải tấn công vào Nam Kinh. Yên Vương soán vị. Ây da, Phương Hiếu Nhụ, nhà ngươi, ngươi viết ra những lời như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ ta tru di chính đời nhà ngươi hay sao? Ngươi là tên yên tặc âm mưu đoạt ngôi. Đừng nói là chính đời, cho dù ngươi giết 10 đời nhà ta thì ta cũng phải mắng nhà ngươi. Được, Phương Hiếu Nhụ, hôm nay ta sẽ tru di 10 đời của nhà ngươi. Ngươi đâu? Hãy đem toàn bộ già trẻ lớn nhỏ trong nhà họ Phương chém đầu hết cho ta. Theo lịch sử, trước đây chỉ có tru di 9 đời, sao lại có việc tru di đến 10 đời? Để tru di cho đủ 10 đời, Yên Vương đã đem thầy giáo và học trò của Phương Hiếu Nhụ liệt kê làm đời thứ 10. Tại vì sao một người trung nghĩa hiếu thuận như vậy lại nhận quả báo như thế? Mặc dù Phương Hiếu Nhụ hiện đời trung nghĩa hiếu thuận công đức rất lớn, nhưng theo lời tương truyền, ông bị tru di 10 đời là vì tổ tiên đã tạo ác nghiệp giết hại sinh linh. Có lời nói là Phương Hiếu Nhụ trước khi sinh ra, cha của ông đã chọn một vùng đất tốt để chuẩn bị xây mộ di dời hài cốt của tổ tiên. Nơi này thật sự là một miếng đất có phong thủy tốt. Ta sẽ tiến hành cải táng di dời hài cốt của tổ tiên đến đây. Tuy nhiên, ngay trong đêm đó, Phương Viên Ngoại đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Nhân giả, vị trí phong thủy mà ông đã chọn chính là chỗ mà gia đình tôi cư trú đã nhiều năm. Tôi cầu xin ông hãy trì hoãn cho tôi 3 ngày, để con cháu của tôi dọn đi hết. Ông hãy đào đất lập mộ, tôi nhất định sẽ báo đáp đại ân đại đức của ông. Ông nhất định hãy đợi chúng tôi thời gian 3 ngày. 3 ngày sau nhất định chúng tôi sẽ dọn đi ngay. 3 ngày sau xin ông hãy động thổ. Thì ra là một giấc mộng. Lão gia, có chuyện gì vậy? Không có gì, tôi vừa mới nằm mộng. Mộng thấy một ông lão mặc y phục màu đỏ, muốn tôi sau 3 ngày nữa hãy động thổ lập mộ. Còn nói là gia đình của ông ấy đang trú ngụ ở đó, nên xin tôi cho ông ấy thời gian dọn nhà đi. Đây thực sự là một giấc mộng lạ. Hay là chúng ta đợi 3 ngày nữa rồi hãy đào đất lập mộ vậy?
Cảnh mộng là hư ảo không thật, như có như không, không đáng tin đâu. Huống hồ chúng ta đã chọn được ngày tốt rồi, việc động thổ lập mộ làm sao có thể trì hoãn 3 ngày được chứ. Ngày mai ta sẽ dẫn người đi khởi công. Phương viên ngoài sau khi tỉnh mộng cho rằng giấc mộng kỳ lạ này không phải là sự thật. Rồi vừa sáng, ông liền dẫn dân công đến nơi đất đó để khởi công động thổ. Chính là chỗ này, mau đào lên. Vâng ạ. Khi những nhân công đào xuống chưa được 10 tấc, bất ngờ phát hiện ra một cái hang. Trong hang có hàng trăm con rắn màu đỏ. Ây da, không xong rồi, không xong rồi. Có chuyện gì vậy? Phương viên ngoại à, ông đến đây mà xem này. Chúng tôi đào trúng một cái hang, bên trong có rất nhiều con rắn màu đỏ. Ây da, rắn ở đâu mà nhiều vậy? Nếu như bắt lên từng con một thì sẽ chậm trễ thời gian. Nếu thế thì hôm nay chắc chắn sẽ không cách nào lập mộ được rồi. Lão già, ông nói xem những con rắn màu đỏ này với giấc mộng tối hôm qua có liên quan với nhau không vậy? Đây chẳng phải là họ đã báo mộng cho mình biết rồi sao? Tôi không tin có việc như vậy. Tiếp tục thi công, hôm nay phải lập mộ cho xong. Phương viên ngoại à, ông xem những con rắn này, nếu không bỏ chúng ra, chúng tôi làm sao mà tiếp tục đào đất được chứ? Những con rắn dễ thôi mà, chỉ cần dùng lửa trực tiếp đốt chết chúng thì xong rồi. Thế là phương viên ngoại đã cầm một ngọn lửa thiêu cháy hết toàn bộ những con rắn đỏ trong hang. Tối hôm đó, phương viên ngoại lại nằm mộng thấy lão y phục màu đỏ, gương mặt đầy vẻ hận thù, nghiến răng đứng trước mặt phương viên ngoại. Tối hôm qua tôi thật lòng cầu xin ông, nào ngờ ông đã đem toàn bộ 873 con cháu nhà tôi thiêu chết hết trong ngọn lửa đó. Ông đã tàn nhẫn tiêu diệt hết cả họ nhà tôi như vậy, tôi cũng phải báo oán tru di cả họ nhà ông. Sau đó Phương phu nhân sinh ra Phương Hiếu Nhụ. Ta đã có con trai rồi. Con trai ta tương lai nhất định sẽ là một người xuất chúng. Ta sẽ đặt cho nó một cái tên thật đẹp là Phương Hiếu Nhụ. Sau này Phương Hiếu Nhụ trưởng thành, làm quan đến chức hàng lâm học sĩ, học vấn sâu rộng, trung hiếu vẹn toàn. Nhưng nhân quả báo ứng thông đến ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, trùng trùng vô tận, dây dưa phức tạp mà phàm tình khó lường nổi. Nào ngờ Phương Hiếu Nhụ chính là ông lão mặc y phục màu đỏ đến đầu thai. Cha của Phương Hiếu Nhụ vì đã đốt chết 873 con rắn là con cháu của ông lão mặc y phục đỏ đó, nên Phương Hiếu Nhụ đã bị tru di đến 10 đời, vừa đúng con số 873 mạng người. Nhân quả báo ứng thật không thể nghĩ bàn. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.